Bên Hàn Quốc có một loại thịt heo còn đắt hơn cả thịt bò nữa. Cụ thể là thịt heo đen của Jeju, Peekaboo no Chu nè. Tiếp theo với cái series sinh viên đi Jeju của tôi, người ta thường bảo là đã đến Jeju á thì nhất định phải thử thịt heo đen. Lý do vì sao thì tôi cũng không có rõ, nhưng mà tôi rõ nhất là nó cực kỳ đắt luôn á trời. Con heo này là giống heo nhỏ như con heo sữa Việt Nam của mình vậy á, nhưng mà lông nó đen thui như cục than. Mọi người nhìn thì thấy thịt nó cũng đã đỏ gần giống như thịt bò ha, mỡ thịt cũng xen kẽ nữa. Thường người Hàn ăn thịt heo đen nướng là chính. Tuy nhiên thì sau khi ăn thử thì tôi cảm thấy đúng là khác thiệt luôn á, vừa khác về giá mà vừa khác về thịt luôn. Thịt của bé heo đen Hàn Quốc kiểu như lai với thịt bò và thịt heo á mọi người, nó dai hơn thịt heo, thơm thơm giòn giòn, nên là thành ra ăn nhiều cũng không có bị ngán. Giá thì tầm 300-400 cành cho một phần chứ không phải một ký nữa. Đúng là đặc sản địa phương ha, nên là không phải lúc nào cũng thử cũng có thể thử được. Còn mọi người ăn thịt heo đen rồi á thì cảm nhận như thế nào nói cho tôi biết với.